Xin chào anh em, xin chào các bác. Trước mắt các bác là một đôi loa đến từ Mỹ của thương hiệu RP Audio, một thương hiệu cũng không quen thuộc với Việt Nam mình. Đây là một đôi loa cây rất nhỏ xinh, anh em có thể dùng trong phòng khách ở chung cư hoặc là ghép làm loa cột xem phim và âm ly, hoặc là nghe trong phòng ngủ sẽ rất hợp lý. Và giá đôi loa này cửa hàng cũng để giá rất bình dân, đó là 3.500.000 đồng. Ốc cửa hàng còn chưa tháo nhá, bởi vì cái ốc nó kiểu này nên lười mặc anh mày bay đi. Ốc lục ốc nó kiểu 6-7 cạnh nên thơm hàng bãi zin nhá, gần là gần cao su bát 18 chép đom. Chép này nó có cái lớp bọc bên ngoài rất mềm, anh em ấn vào được này. Đây là các bác có thể đại nắp tre hoặc không cần đại cũng được. 3.500.000. Chiều cao là 85, chiều ngang là 18, còn chiều sâu là 26. Đó là kích cỡ của loa. Thùng màu gỗ đẹp, góc cạnh hết. Mở to anh em cùng thưởng thức. Đôi loa này lời và tép rất hay luôn. Anh em ghép làm loa cột xem phim, kiểu loa Fron ạ, thì hết ý đấy. Bay trên thành phố băng quang, chiều đông đưa những bước chân đau mòn. Lợi thế của những đôi loa này, anh em có thể sử dụng lợi thế nó để bổ sung giải mid và giải chép ghép vào bộ âm thanh nhà các bác, có cũng là một sự lựa chọn rất hay. Đôi loa này nó rất mạnh về hai điều đó. Những dòng loa đến từ Mỹ và châu Âu nó sẽ có lời và tép rất sáng. Anh em ghép thêm vào một đôi loa bass to nữa sẽ bổ trợ cho nhau, nếu trường hợp các bác ghép. Còn nếu không thì dùng nó làm loa cột xem phim hoặc là trong phòng ngủ của khách nghe nhẹ nhàng là quá tuyệt vời. Giá 3.500.000 đồng. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại.